Chào mừng quý anh chị. Trong quá trình sử dụng bơm định lượng OBL thì bên em đang vận hành cho anh chị một con bơm định lượng OBL. Con này đang có mã là 120 lít trên phút. Thì trong quá trình sử dụng thì anh chị thường hay gặp những cái vấn đề gì? Đây là hai con bơm mà bên em được khách hàng sử dụng trong một khoảng thời gian và mang lên để sửa chữa. Trong quá trình sử dụng thì những cái bơm định lượng OBL nó sẽ hay hỏng phụ kiện như là màng van một chiều và phớt chân dầu. Vậy trong quá trình sử dụng thì nó sẽ hỏng mà màng và van một chiều thì anh chị cần phải thay thế, đó là phụ kiện đi kèm, đó là phụ kiện cần phải thay thế trong quá trình sử dụng, nó sẽ hao mòn vật tư. Như anh chị nhìn thấy đây là một dòng bơm có OBL MB120, con này là dòng cũ. Vậy cái dòng cũ và dòng mới thì nó có những cái gì cải tiến? Anh chị có thể nhìn thấy là cái lúm điều chỉnh, đầu tiên anh chị có thể nhìn thấy cái lúm điều chỉnh của dòng cũ nó khác với lại lúm điều chỉnh của dòng mới. Lúm điều chỉnh của dòng mới thì nó đã được tân tiến hơn, nó thiết kế to hơn để giúp anh chị có thể vặn cầm nắm và vặn điều chỉnh nó sẽ dễ dàng hơn cái lúm của dòng cũ rất là nhiều. Cái thứ hai là cái động cơ, anh chị có thể nhìn thấy cái động cơ của cái dòng mới được thiết kế to hơn cái động cơ của dòng cũ. Tuy nhiên thì cái dòng cũ nó có một cái mũ tre để nó bảo vệ cái động cơ, còn cái dòng mới thì là nó cũng có. Một trong những trường hợp rất hay hỏng trong quá trình sử dụng dòng bơm định lượng OBL đó là cái phớt chắn dầu. Đây là cái phớt chắn dầu. Phớt chắn dầu trong một khoảng thời gian sử dụng thì nó sẽ bị cứng, nên là nó sẽ rất dễ dẫn đến rách cái màng này. Vì vậy là anh chị khi mà thấy hiện tượng nhỏ dầu thì anh chị có thể thay cái phớt chắn dầu. Để thay cái phớt chắn dầu này nó rất dễ, về thay thì nó khá là đơn giản, nên là anh chị hoàn toàn có thể thay thế được. Và cái van một chiều, một trong những lưu ý mà khi anh chị sử dụng cái bơm định lượng thì anh chị không nên dùng băng tan. Đây là em vẫn nhìn thấy là anh chị có nên cuốn băng tan đấy. Anh chị không nên cuốn băng tan về phía đầu hút và đầu xả của bơm, bởi vì cái van một chiều nó thường thiết kế nó là dạng ống côn, vì vậy nó là anh chị càng siết thì nó càng kín. Nếu mà anh chị cuốn băng tan đây thì nó rất dễ dẫn đến là nó tách cái vùng bơm này ra, và rất nhiều trường hợp là khách hàng của bên em đã bị tách cái vùng bơm này ra do cuốn van một chiều. Anh chị có thể nhìn thấy khi mà bơm định lượng dạng màng thì cái dòng chảy của nó không được ổn định, nó sẽ ngắt nhịp, nó sẽ dòng chảy nó sẽ bị ngắt nhịp, ngắt quãng, đó là theo cái nhịp đập của màng, đập ra đập vô. Con này lưu lượng đang có là 120 lít trên giờ, nên là cái dòng chảy của nó rất là mạnh và áp của nó rất cao, áp của con này lên đến tận 13. Đây là video được thực hiện bởi bơm công nghiệp Vimex, em Hiếu chuyên bơm định lượng, xin cảm ơn.